Neymar chính thức gia nhập Al Hilal theo bản hợp đồng 2 năm và sẽ nhận mức lương siêu khủng khi sang Ả Rập Saudi chơi bóng. Al Hilal đã thông báo chiêu mộ thành công Neymar bằng đoạn video đậm chất nghệ thuật trên mạng xã hội. Ở cảnh kết thúc, ngôi sao 31 tuổi bước ra và tuyên bố: "Tôi đã đến đây, Ả Rập Saudi, tôi là người của Al Hilal." Theo các nguồn tin, Al Hilal đã trả 98,5 triệu đô la phí chuyển nhượng để có được Neymar từ PSG. Hiện tại, tiền đạo người Brazil vẫn đang giữ kỷ lục cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi chuyển từ Barca tới PSG với mức giá 263 triệu đô hồi năm 2017. Bản hợp đồng giữa Neymar và Al Hilal có thời hạn tới năm 2025, không kèm điều khoản gia hạn. Trong 2 năm chơi bóng tại Ả Rập Saudi, Neymar sẽ nhận mức lương kỷ lục 300 triệu đô la. Thu nhập của tiền đạo này có thể tăng thành 400 triệu đô la nếu tính thêm các khoản thưởng và hợp đồng thương mại. Thương vụ Neymar gia nhập Al Hilal được đạo diễn bởi bố của tiền đạo này và siêu cò Pini Zahavi. Lý do ngôi sao người Brazil rời PSG không liên quan tới chuyên môn mà do vấn đề nội bộ tại đội bóng chủ sân công viên các hoàng tử. Trong 6 năm khoác áo Paris Saint-Germain, Neymar đã chơi 173 trận, ghi 118 bàn thắng. Cầu thủ sinh năm 1992 cùng PSG giành 2 cúp Liên đoàn Pháp, 3 cúp quốc gia Pháp, 3 siêu cúp Pháp, 5 chức vô địch Ligue 1 và ngôi Á quân cúp C1 châu Âu mùa 2019-2020. Al Hilal đang là đội bóng giàu thành tích nhất tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Saudi với 18 lần đăng quang và từng 4 lần vô địch cúp C1 châu Á. Trước khi đón Neymar, đội bóng này đã chiêu mộ 4 bom tấn gồm Ruben Neves, Sergei Milinkovic-Savic, Kalidou Koulibaly và Malcolm. Neymar sống như vua ở Ả Rập Saudi. Chi tiết về bản hợp đồng của Neymar với Al Hilal đã được báo giới Pháp tiết lộ. Theo đó, Neymar được câu lạc bộ Ả Rập Saudi cấp cho một chuyên cơ riêng và một căn biệt thự sang trọng. Đặc quyền này giúp cho tiểu Pele có thể tự do trải nghiệm du lịch một cách thoải mái và thuận tiện. Chưa dừng lại ở đó, Al Hilal dành đặc quyền cho phép Neymar sống chung với bạn gái Bruna Biancardi ngay cả khi hai người chưa kết hôn. Điều này trái với quy định của đất nước Ả Rập Saudi. Chưa hết, cựu ngôi sao Barcelona đã yêu cầu chủ sở hữu của Al Hilal sắm sẵn cho mình 3 chiếc ô tô sang trọng, ngoài ra còn 4 chiếc Mercedes G-Wagon cho bầu đoàn thê tử đi cùng và một chiếc xe van Mercedes kèm tài xế riêng. Tài xế này cần phải luôn ở trạng thái sẵn sàng phục vụ anh, bạn bè và gia đình bất kể ngày đêm. Những chiếc siêu xe của cá nhân Neymar bao gồm một chiếc Bentley Continental GP, một chiếc Aston Martin DBX và một chiếc Lamborghini Huracan, tổng cộng khoảng 510.000 bảng Anh. Bên trong căn biệt thự xa xỉ, Neymar yêu cầu tủ lạnh của anh phải luôn được đổ đầy nước trái cây Acai, thương hiệu yêu thích của anh. Đồng thời có cả đồ uống Guarana cho bạn bè và gia đình. Siêu sao Brazil cũng yêu cầu 3 phòng xông hơi khô trong nhà cũng như 5 người giúp việc toàn thời gian, bao gồm một đầu bếp để trợ giúp đầu bếp riêng được anh đem theo từ Brazil và 2 người phụ trách việc dọn dẹp. Một nguồn tin cũng cho hay, Neymar đã yêu cầu mọi chi phí lưu trú tại khách sạn, nhà hàng và những thành phố mà anh có thể đến vào những ngày nghỉ đều do chủ sở hữu của Al Hilal chi trả. Ngoài ra, Neymar cũng nhận được hàng loạt ưu đãi khác liên quan tới tiền bạc. Theo đó, cầu thủ này sẽ đút túi 80.000 euro sau mỗi chiến thắng của Al Hilal. Ngoài ra, anh còn nhận được 500.000 euro cho mỗi bài viết đăng tải trên mạng xã hội nhằm mục đích quảng bá du lịch Ả Rập Saudi. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Neymar cũng bị cảnh báo nếu tiệc tùng quá đà gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của cầu thủ này và câu lạc bộ. Trước Neymar, Al Hilal đã nỗ lực chiêu mộ Messi, Mbappe và Verratti nhưng đều thất bại vì các lý do khác nhau. Tuy nhiên, họ cũng đã mang về 3 ngôi sao đẳng cấp gồm Kalidou Koulibaly từ Chelsea, Ruben Neves từ Wolves và Malcolm từ Zenit. Việc Neymar và Al Hilal đẩy nhanh tiến độ hoàn tất vụ chuyển nhượng cũng xuất phát từ việc ngôi sao Brazil thực sự muốn rời PSG ngay hè 2023. Cựu sao Barca được cho là đã nhận được thông báo từ huấn luyện viên Luis Enrique rằng anh không còn nằm trong kế hoạch của PSG. Vì thế, cách tốt nhất để Neymar có cơ hội ra sân nhiều hơn là tìm bến đỗ mới. Từng xuất hiện không ít đồn đoán về việc Neymar có thể trở lại Barca, đặc biệt khi chân sút này chấp nhận giảm 3/4 tiền lương. Nhưng trước sự hậu đãi của Al Hilal và sự nghiệp bóng đá không còn kéo dài, lựa chọn gia nhập Al Hilal của Neymar là hoàn toàn hợp lý.
Dự kiến Neymar sẽ ra mắt Al Hilal trong vài ngày tới. Rất nhiều cổ động viên của đội bóng này háo hức muốn được chứng kiến ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới. Video đến đây là hết rồi. Bạn có thích video này không? Nếu thấy hay, hãy để lại một like và comment cho chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.